của tớ rồi. Đừng đứng quay mặt xuống, quay mặt xuống. Đó mặt có vẻ xanh. Luôn luôn xuống, chúng ta có thể chụp ảnh. Và xin mời đội trưởng đến rồi, đội tím ạ. Đừng đứng đây đi anh. Đứng như nào? Không biết chí không? Bạn đợi hợp, bạn đợi hợp các bạn. Tôi hợp chung cùng tiền ạ. Vâng ạ. Mấy khi đợi hợp phải trao cho cả team lên cùng lên nhất. Mấy team vào tôi đây mà. Đấy đợi hợp ơi. Đấy đợi hợp đây. Lên đây. Dạ, thế sau đây tôi xin kính mời ông Lê Hữu Khánh, giám đốc trung tâm phần mềm, và bà Ngô Thị Hoàng, chủ tịch công đoàn, lên trao vật thưởng cho bốn đội thi ạ. Rồi chị Hoàng ơi. Đâu ơi, chị đâu nhất là quà nào? Bao nhiêu cầm kéo rồi, bốn đội quay. Ban tổ chức có sự nhầm lẫn và không hề như nhau. Đây là Hồng đây. Đây là Cát à. Đây là Hồng đây. Chú này. Ôi, cũng chúng ta không có quà này. Đây gì ạ? Xin mời chị Lê Thị Hoàng. Anh em mình giải nào cũng như nhau mà. À, có anh mà. Vâng ạ. Và hai, hai đêm ba. Và xin mời anh Lê Hữu Khánh và chị Lê Thị Hoàng những người vật quà cho anh Hoàng và bà. Đồng giải ba là bốn người. Hai đội đồng giải ba. Cả hai cái này nữa thôi. Bóc luôn. Vâng, cũng như là chiều nay chúng ta đã có một buổi chiều rất là thú vị và rất là vui. Thế là chúng ta có chút thông tin cho các bạn là các chị sẽ có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn. Lương thực rồi, kho lương thực rồi. Đây rồi. Đúng rồi. Bên ngoài kia. Tối nay chúng ta sẽ ăn vào lúc 7 giờ. Có bơi. Mai thì lên. Bây giờ nhé, tất cả mọi người di chuyển ra bể bơi tự do nhá. Đứng ngoài trời. Chúng ta.